trùng nó nhão rồi cái cơ này nó sệ em, rồi nó có cái rãnh mũi nè nó cũng sâu. Sau khi chị tới đây làm một lần thì thấy nó rất là cải thiện, cái đường rãnh mũi thì nó đã mờ còn rất ít, và cái cơ mặt thì ở chỗ cái khàm này cái bên đây thì nó nâng lên, hai bên nó nâng lên. Sau khi làm một lần thì đã thấy là kết quả rất là tốt, mà không có phải xâm lấn gì, không đau, không chảy máu gì hết, nên chị thấy rất là yên tâm. Và nếu như các bạn muốn chăm sóc cho cái làn da đẹp khỏe từ bên trong, trẻ hơn 10 tuổi xong một giấc ngủ chưa? Ngay lập tức. Mọi người hãy cùng đến với Thanh Mai, thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương. BB Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 23 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của thạc sĩ kinh tế MC Thanh Mai. BB Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng như thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương, thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực,